Phim đây nhiều mà. Dây như kiểu đi không nhanh cái bàn ấy nhỉ. Ừ, đúng rồi. Bông bông. Trong miền Nam gọi là quả mận. Bông bông. Quê chị gọi là quả roi. Trong Nam gọi là roi. Quả mận. Đợt này khí nó có xuống nhiều không bác? Bông đều được. Được hết. Bác lấy tiền lấy đi. Đấy, nhìn đẹp chưa? Bác lên đi. Rất là sai quả. Bác lên đi. Anh không làm cho cổ vui. Bạn lấy đi, em lên em cùng lắm em nhảy không ăn. Đẹp. Ôi, có xem. Nấu ăn chút cho cái. Đây. Cô thôi lạy hồn. Đấy. Nhiều đấy. Ôi giời, anh Dương ngồi yên. Kéo kéo lấy thêm đi. Đấy. Thoải mái mà. Đây. 30 năm giờ mới sang đây. 30 năm rồi mới sang đây. Đây. Rồi. Ok, xong. Đấy. Thế thôi hả? Ừ, thấy không? Đấy, được không? Thôi thế bác. Nếu là bác sẽ lấy bằng cách nào ạ? Không, nó phải có cái Ngày trước là cái đầm ấu ở đây. Sau khi vào khai thác du lịch thì trồng sen. Nhưng mà bắt đầu từ năm ngoái là bắt đầu cải tạo trồng lại ấu rồi. Đúng không ạ? Dạ. Chúng ta đi cho các thôn. Đầm sen này bắt đầu giờ mới ra hoa. Năm nay cái hoa có vẻ là kém nhưng mà nhìn nó tươi. Đấy, quan trọng nhất là em nhìn thấy hoa sen bên núi rồi. Tí nữa để em gửi cho các bạn ấy lại, em đang đi tầm cốc. Ấu thường có củ vào, thực ra là nói là củ như là quả đấy. Vào đến mùa tháng 8 tháng 11 là bắt đầu nó nhiều. Thì anh ấy xuống đi để cho em ngắm cảnh đấy. Ôi đẹp quá. Ôi mát đấy, trong này mát lạnh. Chị ơi, cảm giác gì? Ôi, trong nó mát lạnh luôn. Sau một tí nữa là mát. Trong này mát lạnh luôn. Ui, đẹp quá. Thế ngắm cảnh nữa, phải quay sang kia. Chụp ra đằng sau. Đây. Đây, 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 đây. Ui, giơ tay lên. Đây, bác này. Ui, giơ tay lên, giơ tay lên. Trái có hai thứ này gọi là phong môn, gọi là cứ gió. Đó này, phong môn tức là cứ gió. Đây là phong môn tức là cứ gió này. À, có hai chữ. Phong môn quá nhỉ. Hát này hát gì ấy nhỉ? Đây như ngày xưa các cụ gọi là hang lòn. Hang lòn ấy. Đúng rồi. Ngày xưa gọi là hang. Hang lòn. Nhưng mà giờ làm du lịch được gọi là động nước Kim Sơn đó. Chứ làm đây là Kim Sơn. Nhưng mà em mới ăn là sao. Nhưng mà ngày xưa là tiếng ẩn như cái ngày xưa là ở bên đây là cứ gọi là hang lòn. Em thấy không? Có những cái vị trí đấy, cách sông Mã vài trăm mét ạ. Đẹp. Bên đây là Ngọc Hồ Động ạ. Ngọc Hồ Động. Ngọc Hồ Động. Còn có chữ là Thích Công Động Thiên. Thiết Công Động Thiên. Thiết Công Động Thiên. Vào đây mát lắm nhỉ. Đấy, vào đây mát. Hoa quê choa đấy. Đây là cái hàng này là gọi là hàng sảng bác. Hàng sảng bác à? Là cái hàng này nói chung nó bằng lên đâu bằng không lỗ chứ bằng cái lý đồ. Hàng sảng bác. Ui, con chim én này. Chim én này, chim dơi nhỉ? Ô, đây là con dơi. Anh ơi, chú ơi, chú đứng vào cái chỗ mà nước đang chảy cho chóng nhá. Okay. Đây con rơi, đây là con rơi. Ăn rơi. Chim én đấy. Rơi đấy. Đây là rơi. Ê, nhìn. Đấy, nhìn như trần nhà luôn. Trần nhà, sống không mùa hè được.
Đây những hôm mất điện là cho thuyền vào đây nằm thay cho điều hòa luôn này nhỉ. Mát. Điều hòa thiên nhiên. Ở đây là nếu đi mùa trong bão thì vào hầm tối là. Nhưng mà những cái hôm mất điện sao mà các bác không cho thuyền vào đây? Khó à? Cho thuyền vào đây mát quá mát. Còn đá gọi là cái cung đá. Đây à. Bác có xem nó có kêu không? Đây đây trung đá. Đây là trung đá. Kêu ấy nhỉ. Chiêng. Đó cục đầu ấy. Mát này à? Ta ra ngoài mát thẳng luôn. Mát thế. Không có đầu. Quá mát luôn. Đây là giếng trời này, tức là thông thiên từ trên núi xuống. Mấy cái chỗ nước nó giọt đây là ý như là bầu sữa mẹ không? Mình cứ như đang ở Quảng Bình. Nước này uống được đấy nhỉ? Vâng, uống được. Đây nói với ta bắn nghe đó là người lấy bột cho mẹ đấy. Nước lọc sữa. Mát. Rồi đi vào hang tối ấy. Hạ Long ấy. Ủa. Đây. Hạ Long có động cái gì nhỉ? Mấy cái động. Động cửa buồng rồi động gì đấy. Nhưng mà nước thế nào? Én đấy chung ạ, ngoài là rơi đâu. Én đấy. Thịt én đấy. Chứ tôi ăn đưa máy ở đây gọi yến về đây mà không về. Yến đây, yến đây. Thịt én. Én với yến là một nhỉ? Khác chứ. À khác à? Vâng. Nào. Khác cũng có nồi giống như nồi khác. Nhưng mà yến là nó cho cái đó lắm. Cái bộ của nó là đồ yến. Đúng là nó đổ nó đắp một cái giải nó trắng. Trên đây nó là không đắp một cái đất. Chưa là luồn vào trong đúng không? À, chỗ đâu? À. Chưa kiểm tra nó là nhỏ. Nhỏ. Nhìn nằm vào nên là như vậy. Nó mà xuống sâu mới đi được. Đâu? Đây là cây phượng vĩ ngà móng ở đây. Anh nghiêm túc mà, anh nghiêm túc em dùng cây thôi. Nào, cảnh đang có phượng, anh ngồi thẳng lên đấy mà. Không, đây là đẹp lắm. Đẹp cực luôn. Đây nghiêm túc đây. Anh xuống đi dưới đây. Đấy cẩn thận. Rồi đẹp. Cu. Đây là nhiều chim cu họ phóng sinh. Phóng sinh mỗi lần chùa có lễ phóng sinh đây rất nhiều chim. Muôn cửa đình đài nôn vấn địa bản gian nhà rộng nước còn tung mây bay giấy đá ho mời gió đẩy bầu văng giá bảy thường cảnh đẹp lạ lùng thấy nhà họ cảm tình muốn thở mây. Ôi giờ mình sang vòng ra sang kia chứ giờ là mình vào đây. À, rồi mát. Và thích ở đây mát tí. Mát tí đây. Mát cứ đi cháu lăng lạnh. Đây. Bài thơ. Bài thơ này. Đây buổi sáng anh Lục nhỉ? Đúng rồi.
chào cây gác.